nghỉ trên tôi xin trình một bài nhá, phổ thông được cả hai cha cho anh này để ở thái nguyên đến nay và anh đã giang các bạn cha gần chỗ nhà mạnh khỏe luôn luôn đầu toàn mây màn tham gia nhiều tiền có thể mà thôi. Thôi xin được nồng nhiệt chào mừng các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân và du khách đến với thi trình diễn người mặc trang phục dân tộc đẹp ngày hội văn hóa thể thao huyện Lục Ngạn lần thứ 21 năm 2023. Lời đầu tiên, cho phép những người thực hiện chương trình xin được gửi tới quý vị đại biểu, khách quý, quý vị khán giả cùng toàn thể nhân dân và du khách lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn lần thứ 21 năm 2023 thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả, Lục Ngạn là một huyện miền núi được hình thành và phát triển từ rất sớm với 8 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Sán Chí, Sán Diều, Hoa, Giao, Cao Lan sinh sống đan xen ở các làng bản, tạo nên sự giao thoa văn hóa đặc sắc mà ít nơi nào có được. Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc vẫn còn được lưu giữ gần như nguyên vẹn như trang phục, phong tục, các làn điệu dân ca như song hào, xi ly, lượn, hát đối đáp, hát giao duyên. Việc tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, vật thể và phi vật thể của huyện. Kính thưa toàn thể quý vị, chương trình thi trình diễn người mặc trang phục dân tộc đẹp do ông Lãnh Văn Tập, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lục Ngạn phụ trách và dàn dựng. Và ngay sau đây, phần thi trình diễn người mặc trang phục dân tộc đẹp vòng chung kết xin phép được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón
số báo danh 33 Trần Thị Phương Quỳnh đến từ thị trấn Chũ. Thí sinh mang số báo danh 33 đang trình diễn trang phục áo dài hồ cẩm. Số báo danh 33, Phương Quỳnh, sinh ra và lớn lên tại thị trấn Chũ. Hiện nay, Quỳnh đang theo học trường Đại học Công đoàn Hà Nội. Sở thích của Phương Quỳnh là yêu nghệ thuật, thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Tiếp theo, chúng ta cùng chào đón số báo danh 51, Trương Thị Giang đến từ xã Tân Lập. Hiện nay, thí sinh Trương Thị Giang đang là cô giáo mầm non. Thí sinh mang số báo danh 51 đang trình diễn trang phục cô dâu chú rể của dân tộc Hoa. Với thiết kế tinh xảo, màu sắc chủ đạo là màu đỏ, bộ trang phục này thường được mặc trong ngày trọng đại của cô dâu chú rể người dân tộc Hoa.